Hello, xin chào các tỷ phú tương lai. Hôm qua thì là mình đã nhận được cái đồng Pi, tức là mình đã được mở khóa và đã có thể là nhận nó về ví để chúng ta có thể là chuyển cho nhau hoặc là chúng ta giao dịch được, đúng không ạ? Trước khi để làm cái video thì mình cũng cảnh báo mọi người là hiện tại là có rất là nhiều các trang thương mại điện tử người ta cho giao dịch bằng Pi, nhưng những cái trang đó thì thật sự là nó không hề uy tín. Đó. Vì vậy cho nên là đừng ai dại dột mà lại đi đặt thử ạ. Bởi vì đặt thử các bạn cũng không nhận được hàng mà các bạn lại mất Pi đi thì nó rất là phí, đúng không ạ? Có những người thì bảo chỉ vài Pi thôi, nhưng các bạn không biết là nếu với cái tốc độ bây giờ ấy, để mà đào được vài Pi thì nó rất là lâu. Tại vì là cái tốc độ bây giờ đã giảm khá là nhiều rồi, đúng không ạ? Vì vậy cho nên là các bạn không nên tùy tiện giao dịch ở các trang thương mại mà người ta công bố đó. Và chúng ta nên chờ khi nào mà cái trang thương mại chính thức là cái trang P-Chain International mà nó hoạt động, thì lúc đó thì các bạn mới nên giao dịch mua bán ở trên đó. Còn bất kể những cái trang thương mại nào mà hiện tại được đăng lên ở trên trang mạng thì bạn tuyệt đối không nên tin tưởng. Bởi vì nếu như các bạn giao dịch ở trên những cái trang đấy thì các bạn chỉ mất Pi và các bạn không nhận được hàng đâu ạ. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn nhận Pi về ví của chúng ta để chúng ta có thể chính thức giao dịch được nhé. Ở đây thì các bạn vào Pi Browser, có thể là vào trực tiếp ở trên app hoặc vào qua cái app Pi Network cũng được ạ. Và các bạn gõ vào Wallet Pi này. Ở đây thì chúng ta sẽ nhập cái cụm từ khóa của nó thì được, hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi, đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể mở khóa bằng vân tay cho nó tiện, đúng không ạ? Chúng ta mở khóa bằng vân tay thì nó rất là tiện lợi. Bởi vì là mỗi một lần chúng ta đăng nhập vào, chúng ta sẽ không phải đi tìm khóa để dán vào nữa, đúng không ạ? Và ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Mình đã thử gửi một Pi từ một cái tài khoản khác sang đây và mình đã nhận được rồi. Và cái tốc độ xử lý cực là nhanh luôn. Và các bạn nhìn thấy ở phía bên dưới này có cái mở khóa này đây, đúng không ạ? Đó là chúng ta sẽ được sử dụng cái mở khóa này. Và các bạn lưu ý là sau 14 ngày từ khi mà chúng ta nhận cái đồng Pi này về cái ví Mynet này thì chúng ta mới được mở khóa một phần để chúng ta giao dịch. Và cũng lưu ý một điều rằng là những ai mà trước đây các bạn đã chót khóa 3 năm ấy ạ, thì bây giờ các bạn sau khi mà các bạn hoàn thành KYC xong, nhận Pi rồi thì các bạn có thể khóa lại. Các bạn lưu ý nhé, các bạn có thể khóa lại. Và cái cách khóa thì nó cũng rất là đơn giản, chúng ta về cái chỗ khóa trước đây thôi ạ. Đây là các bạn vào cái app Pi Network này, các bạn gõ vào 3 gạch này, sau đó là các bạn gõ vào Mynet này. Và đây thì các bạn gõ vào thiết lập tỷ lệ khóa và các bạn có thể khóa lại nha. Sau khi các bạn KYC xong, các bạn nhận Pi xong về cái ví Mynet xong ấy mà các bạn chưa thay đổi lần nào thì bây giờ các bạn được phép thay đổi ạ. Đó, vì vậy cho nên là rất nhiều bạn lo lắng là chết rồi chị ơi, trước đây em cũng khóa 100% 3 năm rồi thì bây giờ phải làm sao, thì các bạn có thể vào khóa lại nha. Các bạn có thể giảm xuống 90% hay 50%. Cái thời gian khóa là 1 năm hay 3 năm hay 6 tháng thì ở đấy là tùy các bạn. Sau đó các bạn gõ vào cái chữ lưu này cho mình nha. Và ở đây chúng ta muốn nhận cái số Pi đã mở khóa về ví thì các bạn gõ vào cái bên ô mà có chữ migration cho mình này, tức là cái ô ở bên cạnh cái lịch sử thanh toán đấy ạ. Đó, và đây thì các bạn sẽ nhìn thấy ạ, nếu như của ai mà không có cái chữ Movi này, tức là sao ạ, tức là các bạn chưa thể chuyển lên trên Balance này được, đúng không ạ? Khóa này ở dưới của mình hiện lên là đến tận ngày mùng 10 tháng 6 năm 2025 thì mình mới có thể mở khóa được cái số là 2768 đồng này của mình, đúng không ạ? Đó, các bạn lưu ý nếu như mà các bạn khóa bao nhiêu Pi và thời gian bao nhiêu lâu ấy thì là ở phía bên dưới này nó sẽ hiện rõ như thế này. Đấy, các bạn hiểu không? Tức là đây này, mình khóa từ ngày 13 tháng 7 năm 2022 và đến khi được mở sẽ là ngày mùng 10 tháng 6 năm 2025. Đó, nó có ghi rõ ở đây đúng không ạ? Và ở đây thì các bạn gõ vào cái chữ Movi này cho mình. Và các bạn gõ vào chữ xác nhận. Các bạn gõ vào chữ bỏ qua. Đó, và các bạn nhìn thấy không ạ? Nó đã nhảy lên trên này. Lúc trước là mình chuyển từ cái địa chỉ khác sang là một Pi, đúng không ạ?
và cái chỗ mở khóa của mình là 306,5 thì bây giờ nó đã thành cái chỗ ba lần này của mình là 307,5 pi. Và cái 307,5 pi này các bạn có thể là giao dịch, các bạn có thể bán cho người khác, hoặc là các bạn có thể sử dụng để sau này các bạn mua bán ở trên các sàn thương mại điện tử. Cái cách giao dịch nạp rút thì nó cũng như cái khác thôi, đúng không ạ? Ví dụ như là các bạn muốn nhận thì các bạn gõ vào chữ receipt này, có cái mũi tên đi xuống, sau đó các bạn gõ vào sao chép này để các bạn gửi cái địa chỉ ví của các bạn đi cho người khác gửi cho các bạn, đúng không ạ? Còn nếu như các bạn muốn chuyển đi thì các bạn gõ vào chữ send, tức là cái mũi tên đi lên. Ở đây thì các bạn dán cái địa chỉ ví mà các bạn muốn gửi đi này, sau đó các bạn gõ, ví dụ như các bạn muốn chuyển 1 pi đúng không ạ? Thì các bạn gõ vào 1 pi và các bạn gõ vào chữ gửi này. Sau đó là các bạn gõ vào xác nhận. Và khi mà các bạn xác nhận thì cái số pi này của các bạn sẽ được chuyển đi, và cái phí giao dịch không cần biết là các bạn chuyển nhiều hay ít, và cứ mỗi một lần các bạn chuyển đi thì cái phí giao dịch của nó sẽ là 0,01 pi nha. Đây mình gõ vào giao dịch này. Và đầu kia họ nhận khá là nhanh luôn ạ. Các bạn gửi xong là bên kia cũng nhận được. Các bạn gõ vào đóng. Đó, và cái lịch sử giao dịch của chúng ta ở đây, đúng không ạ? Và cái chi tiết giao dịch của chúng ta thì nó sẽ hiện lên ở đây. Cái tốc độ xử lý của nó rất là nhanh. Mình đã thử chuyển từ tài khoản khác sang để mình xem cái tốc độ xử lý như thế nào rồi. Và hiện tại ở trên các trang mạng xã hội, ví dụ như Facebook, mình thấy là có những người mua giao mua pi, như các bạn biết là với cái giá là bao nhiêu không ạ? Chỉ có hơn 1.000 đồng một pi. Và có những người thì mua với cái giá là mười mấy ngàn một pi. Đó, nhưng mà các bạn thấy nó như thế thì nó có xứng đáng để bán không ạ? Hơn 3 năm cày cuốc của chúng ta mà chúng ta lại đi bán cái đồng pi nó rẻ giống như thế, đúng không? Không nên bán vội như thế, đúng không ạ? Chúng ta chờ khi mà nó ra cái sàn thương mại điện tử thì lúc đấy là cái đồng pi nó được phép giao dịch mua bán ở trên đó và nó sẽ có giá trị hơn. Thì vậy cho nên là chúng ta đã chờ đợi được hơn 3 năm rồi thì chúng ta nên tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian nữa, nó cũng không đáng là bao nhiêu lâu, để cho cái công lao của chúng ta ấy, nó có giá trị hơn, đúng không ạ? Đó, và bây giờ thì mình cũng cập nhật đến các bạn là cái kèo Novi Network này, họ đã cho chúng ta thêm cái vòng quay may mắn từ đêm hôm qua. Đó, thì các bạn chỉ cần gõ vào cái vòng quay, cái ký hiệu vòng quay đây, đúng không ạ? Vòng quay may mắn đây này, nó đang quay đó, các bạn gõ vào đó. Và ở đây thì mỗi một ngày nó sẽ cho chúng ta quay 2 vòng. Câu trúng thưởng sẽ gồm có 5 cái đồng Nova này, 0.01 Nova trên 1 giờ, tức là tăng được tốc độ khai thác miễn phí vĩnh viễn ạ. Đó, hay là tặng 10 Nova này, hay là 0.03 này, 15 Nova này, 0.05 này, 100 Nova này, 0.5 Nova trên 1 giờ này, 500 Nova này và 1 Nova trên 1 giờ, đúng không ạ? Nếu như được 1 Nova trên 1 giờ, tức là một ngày là chúng ta đã được 24 đồng Nova rồi, đúng không ạ? Đó, vì vậy cho nên là các bạn nhớ hàng ngày vào kích khai thác cũng như là gõ vào cái vòng quay may mắn này để chúng ta nhận hai cái vòng quay may mắn xem là chúng ta trúng vào cái ô nào. Đây này các bạn xem nha. Đâu rồi? Đây này. Có bạn này bán quay được 500 đồng luôn. Đó, thế là đây là cơ hội cho những bạn nào mà bảo là lâu được rút ạ, đúng không ạ? Thì chúng ta quay vào cái ô 500 này một cái là chúng ta được rút ngay luôn. Hoặc là quay vào những cái ô 100 đồng đi. 100 đồng thì là cộng với cái số mà chúng ta khai thác mấy ngày vừa rồi là chúng ta cũng đã đủ min rút rồi, đúng không? Và ở cái dự án này thì mình cũng không khuyến cáo mọi người đầu tư, bởi vì là đầu tư thì luôn luôn đi với rủi ro, đúng không ạ? Có lãi suất mà, đúng không? Và có lãi suất thì khi mà người ta sử dụng cái đồng tiền của chúng ta thì không biết là cái mục đích của người ta sử dụng là gì. Đó, vì vậy cho nên là luôn đi kèm với rủi ro. Vì vậy chúng ta nên đầu tư ở trong cái số tiền có thể chấp nhận được rủi ro. Ví dụ như vài trăm ngàn, đúng không ạ? Thì chẳng may nó có vấn đề gì thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái miếng cơm manh áo của chúng ta cả. Chứ chúng ta đừng có đặt một phát cả mấy chục triệu vào. Đó, hay hàng trăm triệu vào. Đó, xong rồi đến lúc rồi nó mất mát rồi lại kêu ca. Đó, còn những ai mà không có tiền thì chúng ta cứ khai thác miễn phí thôi nha. Và bây giờ thì mình sẽ quay video hôm trước xem ai là người may mắn trúng thưởng ạ. Rồi, hôm nay nó quay nhanh vù 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 luôn. Khiếp thật chứ. Mãi chả trúng buồn. Thế mà hôm nay lại trúng luôn, đúng không ạ? Vâng, chúc mừng bạn Phạm Mạnh.
đã là người may mắn trúng thưởng ở trong cái video ngày hôm trước, liên hệ với tỷ qua Zalo để nhận thưởng nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký và like kênh cho mình cũng như là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những kèo hot của mình nha. Bye bye.